Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Thưa quý khán giả, sau một thời gian dài chờ đợi và nhiều cuộc thảo luận, cuối cùng thì chính phủ Mỹ đã đưa ra quyết định quan trọng về vấn đề cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga. Mới đây, một quan chức tiết lộ Tổng thống Biden đã cho phép Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở Kharkov. Kênh truyền hình CNN ngày 30 tháng 5 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng đạn dược của Mỹ, nhưng ông đã hạn chế sử dụng chúng, nên Kiev chỉ có thể tấn công các mục tiêu ở biên giới gần Kharkov. Việc nới lỏng các hạn chế đánh dấu sự phá vỡ chính sách lâu nay của Washington trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng tăng từ các đồng minh thân cận của Mỹ. Ukraine đã yêu cầu Mỹ thay đổi chính sách này chỉ mới vài tuần qua khi lực lượng Nga đạt được các bước tiến lớn trên chiến trường. Giờ đây, các lực lượng, kho đạn dược và trung tâm hậu cần của Nga có thể bị tấn công bằng pháo và tên lửa do Mỹ cung cấp qua biên giới từ Kharkov, phía tây nước Nga. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ cũng kiên quyết không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS, loại vũ khí có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 300 km để tấn công lãnh thổ Nga. Trong những ngày gần đây, Nga đã tiến hành một loạt các hành động quân sự mạnh mẽ, bao gồm việc phóng vũ khí chống vệ tinh vào không gian và thực hiện cuộc tập trận thử nghiệm vũ khí hạt nhân chiến thuật ngay gần biên giới Ukraine. Với việc châu Âu đang tiến gần hơn đến chiến tranh trực tiếp, đây cũng là thời điểm Đảng Bảo thủ quyết định tổ chức một cuộc tổng tuyển cử. Báo Anh Telegraph bình luận rằng, chúng ta hãy hy vọng tất cả các bên coi việc bảo vệ Ukraine là một ưu tiên trong tuyên ngôn, thay vì chỉ tập trung vào việc hứa hẹn với cử tri về sự giàu có về kinh tế ở quê nhà. Theo Telegraph, Ukraine đã phải chiến đấu trong 2 năm qua với ít nhất một tay bị trói sau lưng, không thể tấn công các mục tiêu chiến lược ở Nga, có thể củng cố khả năng phòng thủ của họ và xoa dịu các cuộc tấn công của Nga. Trong thời gian này, Nga đã sử dụng tất cả các loại vũ khí siêu thanh và các loại vũ khí khác bắn từ sâu bên trong nước Nga để tấn công các mục tiêu. Chỉ tuần trước, một trung tâm mua sắm ở thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkov, đã bị tấn công. Mặc dù Mỹ và Anh không gặp khó khăn gì khi bắn hạ tên lửa của Iran nhắm vào các thành phố của Israel, nhưng họ lại không bằng lòng bắn hạ tên lửa của Nga nhắm vào các thành phố của Ukraine. Những người ủng hộ Ukraine cho rằng nếu Ukraine được phép tấn công các sân bay nơi máy bay ném bom xuất phát, cũng như nơi phóng máy bay không người lái và tên lửa, điều đó sẽ làm giảm sự tấn công dữ dội của Nga. Tương tự, nếu các tuyến cung cấp đạn dược cho mặt trận Nga có thể bị cắt giảm, thì sự mất cân bằng lớn với việc Nga bắn 5 quả đạn cho mỗi quả pháo của Ukraine có thể được giải quyết nhanh chóng. Điều này cho thấy rằng việc cung cấp sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể là một phần quan trọng của chiến lược để giảm bớt sự tấn công của Nga. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở châu Âu, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang phải nỗ lực hết mình để ngăn chặn một cuộc chiến tranh có thể xảy ra nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin giành chiến thắng ở Ukraine. Theo quan điểm của NATO, họ cần phải lập kế hoạch triển khai quân đội trên mặt đất và không gian để kiềm chế Nga, nếu như các biện pháp hiện tại vẫn không mang lại kết quả. Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn nguồn tin từ phương Tây cho biết, Ukraine đã nhiều lần sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công ở khu vực Krasnodar của Nga. Ngay trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã công khai ủng hộ việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí do phương Tây sản xuất cho các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào các mục tiêu hợp pháp trên lãnh thổ Nga. Trước đây, các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần phản đối các cuộc tấn công bằng vũ khí của họ và sâu trong lãnh thổ Nga, trong các biên giới được quốc tế công nhận. Theo cách hiểu của họ là biên giới của Nga cho đến năm 2014. Hiện nay, Anh và Pháp đang cung cấp cho Kiev tên lửa tầm xa Storm Shadow. Kiev đã bắt đầu tích cực sử dụng loại tên lửa này để tấn công các khu vực hậu phương và mục tiêu dân sự của Nga, đặc biệt là các cuộc tấn công vào Lugansk, các cây cầu nối vùng Kherson với Crimea và Sevastopol. Về các tuyên bố của phương Tây về việc tấn công vào lãnh thổ Nga, Moscow đã chỉ trích chúng là hành động liều lĩnh và tuyên bố rằng những động thái này đang kích động một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov đã gọi tuyên bố của Tổng thư ký NATO là hành động khiêu khích. Theo ông Peskov, Tổng thống Nga và quân đội Nga biết rõ về khả năng xảy ra các cuộc tấn công vào lãnh thổ của mình và đang thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp để đảm bảo an ninh quốc gia. Trong khi nhiều nước phương Tây đã đồng tình cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, thậm chí bằng vũ khí của phương Tây. Không những vậy, các nước này còn gây sức ép để Mỹ chấp nhận cho Ukraine thực hiện điều đó bằng vũ khí Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Biden đang thận trọng cân nhắc khả năng này với sức ép từ hai hướng. Một mặt, ông muốn giúp đỡ Ukraine không thua trước Nga. Mặt khác, ông không muốn Mỹ và đồng minh rơi vào một cuộc xung đột trực tiếp với đối thủ có kho vũ khí hạt nhân khổng lồ này. Các đồng minh phương Tây của Mỹ đã gây nhiều áp lực lên Tổng thống Biden.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào tuần trước nói với tờ Economist rằng chỉ có thể ngăn chặn được việc Ukraine mất lãnh thổ gần Kharkov nếu như Ukraine được tự do tấn công thẳng vào các vị trí pháo binh và bệ phóng tên lửa, cũng như chốt chỉ huy bên trong lãnh thổ Nga. Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thư ký NATO với tờ Economist, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng NATO đang đùa giỡn với ngôn từ quân sự và đang rơi vào tình trạng phấn khích quân sự. Nói về nguy cơ NATO đối đầu trực diện với Nga, ông Peskov cho rằng họ đã ở trong trạng thái đó rồi. Trong khi cả Anh và Pháp đều có những phát ngôn tương tự như Tổng thư ký NATO. Ngày 28 tháng 5 năm 2024, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố cho phép phía Ukraine sử dụng các vũ khí của Pháp gửi cho họ, bao gồm cả tên lửa tầm xa để tấn công các căn cứ bên trong nước Nga khi các căn cứ đó tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Ông chỉ nhấn mạnh là không được tấn công vào các mục tiêu dân sự hoặc những mục tiêu quân sự khác. Về phần mình, Thủ tướng Đức Scholz cũng nói rằng Ukraine được phép tự vệ chừng nào nước này tôn trọng các điều kiện do các nước viện trợ vũ khí cho họ đưa ra, cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế. Các lằn ranh đỏ trước đây do giới lãnh đạo phương Tây đưa ra trong việc hỗ trợ Ukraine thì nay đều đã bị chính phương Tây vượt qua, bao gồm việc cung cấp xe tăng, đồng ý vào đầu năm 2023, và máy bay tiêm kích F-16, đồng ý vào mùa hè năm 2023. Theo website của Bộ Ngoại giao Pháp, nước này đã cung cấp cho Ukraine một số lượng tên lửa hành trình Scalp. Trung tâm nghiên cứu CSIS cho biết tên lửa này có tầm bắn lên tới 155 km, mang được đầu đạn nổ xuyên mạnh nặng 400 kg. Scalp tương đương với tên lửa Storm Shadow của Anh cũng đã được cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, Pháp còn cung cấp cho Ukraine một loại vũ khí khác, bao gồm lựu pháo tự hành César. Về phía Mỹ, sau nhiều tháng nhận các lời phàn nàn từ Tổng thống Ukraine Zelensky, Nhà Trắng đã chính thức bắt đầu một cách nhanh chóng quá trình đánh giá lại khả năng mạo hiểm cho phép Ukraine tấn công vào bên trong nước Nga. Nếu Mỹ phê chuẩn cho Ukraine khai hỏa vũ khí Mỹ và Nga, Kiev sẽ có điều kiện để phản kích lại các vị trí pháo và tên lửa hiện nằm tương đối an toàn bên trong lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Mỹ Blinken khi thăm Moldova vào ngày 29 tháng 5 tuyên bố công khai để ngỏ khả năng chính quyền ông Biden sẽ thích ứng và điều chỉnh quan điểm về việc tấn công vào bên trong nước Nga bằng vũ khí Mỹ. Ông Blinken nói, sự thay đổi này sẽ dựa trên tình hình chiến trường Ukraine đã thay đổi. Đây là lời kêu gọi mới nhất trong nội bộ chính quyền Biden, quanh nội dung thay đổi chính sách về vấn đề Ukraine sử dụng vũ khí trong xung đột với Nga. Về từ Kiev trước đó, Ngoại trưởng Blinken báo cáo với Tổng thống Biden rằng Ukraine có thể không giữ được lãnh thổ giữa Kharkov và biên giới Nga, trừ phi ông Biden đảo ngược chính sách của mình. Các trợ lý an ninh quốc gia của Tổng thống Biden đang xúc tiến một quá trình khẩn trương nhằm đưa ra khuyến nghị chính thức với ông. Họ ý thức rằng động lực trong xung đột quân sự đang nghiêng về phía Nga. Một số cố vấn của ông Biden tin rằng việc ông Biden đảo ngược quan điểm của mình là điều tất yếu. Nhưng nếu Tổng thống Mỹ thực sự thay đổi quan điểm về vấn đề này, khả năng cao ông sẽ đặt ra một số hạn chế nghiêm ngặt như Ukraine chỉ được dùng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga và sát biên giới, có liên quan đến các cuộc tấn công vào Ukraine. Có thể ông Biden sẽ tiếp tục cấm dùng vũ khí Mỹ để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga hoặc vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga. Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cho rằng Ukraine không thể sử dụng vũ khí tầm xa nếu thiếu sự ủng hộ đáng kể từ phía NATO. Và sự tham gia như thế của NATO có thể kích hoạt một cuộc xung đột toàn cầu. Hôm 28 tháng 5 khi thăm Uzbekistan, ông Putin nói rằng vũ khí chính xác tầm xa không thể sử dụng được nếu thiếu trinh sát bằng thiết bị từ vũ trụ. Bên cạnh đó, theo ông Putin, việc lựa chọn mục tiêu và phóng tên lửa cần được thực hiện bởi những chuyên gia có kỹ năng cao dựa trên dữ liệu trinh sát. Tổng thống Putin cũng cảnh báo rằng các nước châu Âu cần tính đến thực tế là những nước diện tích nhỏ và có mật độ dân cư lớn, ám chỉ đòn trả đũa của Nga và các nước này sẽ có tác động rất mạnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.